Rồi tiếp theo là cây sâm núi. Cây này là siêu già, tuổi nó cũng khoảng 10 năm rồi, 9 10 năm rồi. Cái ông này ông nuôi, ông cũng biết làm cây, ông cắt 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 hoài nó không thành cây. Mà nó có cành 1 nè, cành 2 nè, cành phong nè, đỉnh ngọn gì đầy đủ hết trơn luôn rồi. Rồi anh Hùng trai gì đó ở ngoài Bình Dương gì có lên xem clip thì cứ xem luôn đi nha. Tôi nói quay vòng mà có thời gian đâu mà chụp hình gửi cho ông. Thôi ông lên đang xem luôn đi. Được thì ông mua. Rồi. Cái cây này á, là cái giá nó là 1 triệu nha anh em. Không phí vận chuyển nha. Cây này là siêu già luôn nha, sâm núi trái nha. À, già khủng khiếp luôn. 9 10 năm rồi, từ lúc mà nuôi nhỏ xíu luôn á. Cái cành ra luôn, cái nhánh chiếc ra đó là nay 9 10 năm rồi. Lên chậu là cũng khoảng 7 năm rồi. Đó là dày hoài nè, không có phát triển cái gì hết trơn trời. Đó, ông này ông nuôi sao mà 6 7 năm mà nó có vậy nè. Nó ra cái ông cắt, ra cái ông cắt cái rồi vậy. Cắt đi cắt lại hoài. Biết rồi nó già siêu già luôn. Để anh em tôi mua về nuôi lại đây nè, lấy cái này cành số 1, cành 2, cành phong, cái đỉnh. Rồi. Cây này là chiều cao của nó khoảng từ ở dưới gốc lên lên trên ngọn chừng tấc rưỡi, 15 cm. Từ gốc lên tới đỉnh 15 cm. Rồi xin kết thúc nha, một cây sâm núi nha, 1 triệu nha anh em. Anh Hùng có xem thì vô mua nha. Cây này chưa thành phẩm thì thôi không có chụp cho anh riêng, mà đưa lên đây đi anh em, ta đem về ta nuôi thì người nào nuôi được thì mua. Rồi cây này 1 triệu, kết thúc.